chào mừng cô chú chị mình đến với chương trình là Nhìn Cây Đón Tên và Màu Hoa. Thì chương trình này em đang có 5 ứng cử viên sáng giá nhất. Cái thể lệ của cuộc chơi là như này, em có chuẩn bị 5 cái thùng đó với 5 chậu lan khác nhau và toàn là hàng lá thôi. Thì 5 ứng cử viên này sẽ nhìn cái chậu lan và đón được tên cây đúng. Phần thưởng sẽ là một vé đi du lịch nước ngoài dành cho ai là người chiến thắng trong cuộc chơi này. Thì đã bao giờ mà anh chị mình chơi lan, mấy chị mình nhìn thân lá mà anh chị mình đón được tên cây chứ anh chị? Đó, hãy cùng nhau xem hết cái chương trình này nha. Thì bây giờ mời Thương em chọn đi. Em chọn thùng số mấy? Số 2. Rồi, số 2 qua đó. Na chọn thùng số mấy? Số 4 đi. Rồi, qua số 4. Rồi, mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Quá dễ. Quá dễ luôn hả? Má thì thấy sao má? Thấy cây biết nhưng mà chắc mặt bông không biết quá bây giờ. Rồi, ok. Mặt bông nhiều quá mà. Thôi, coi như là má nhường cho tôi nhỏ đi du lịch đi, má lớn tuổi rồi. Ở nhà rồi. Giữ vườn. Rồi, ok. Rồi, đến với thí sinh đầu tiên. Sao mà thử thách được tôi được trời? Cây này là cây băng cốc đỏ, hoa của nó màu đỏ. Đúng không mọi người? Đúng hay sai gì? Để chút xíu nữa, rồi chúng ta sẽ biết kết quả nha. Ghê trời, đúng bà chủ. Rồi, tới lượt Hoài Thương. Ba cái đồ quỷ này sao làm khó được em. Ngọc điểm hồng gấm, hoa sổ, nó có rất nhiều mặt hoa. Và còn hoa còn thơm nữa, hoa lại quanh năm nữa. Ghê trời. Rồi, tới thí sinh thứ ba. Em còn cái câu nào đố khó hơn cái này không? Trời, cái này nhìn một phát là biết liền luôn. Băng cốc cam đào. Màu gì? Cái màu này hơi màu hồng hồng cam cam chút xíu. Đúng không? Ra hoa quanh năm luôn, hàng Thái. Thôi được rồi, cái đó thì bà lên bà live stream bà nói đi. Đấy bé nào. Từ. Con bé mới vô cái gì, cái này mà đón đúng một cái nữa em cho đi du lịch tới tận Campuchia luôn. Trời ơi, mới đầu em hơi run nha, tại mới vô em sợ em không biết. Cây này tên gì? Từ nói lại từ đầu luôn đi anh. Nói đi, tiếp luôn, cây này tên gì? Trời ơi, tuy là em mới vô, lúc đầu em hơi run thiệt á. Mà cây này ngày nào em cũng phụ bán hết á, neo trắng, hoa màu trắng nha. Tên này đủ tên gì? Nail Samurai trắng. Rồi hay quá. Thôi má, má có gì đâu buồn má. Trời ơi, chắc tao thua rồi. Anh chị ơi, anh chị em ơi, có comment lên biết cái cây này ông nói giùm tôi đi. Giờ tôi không biết cái cây nào là cái cây nào hết. Mấy đứa này nó đi du lịch nó đi đây, tôi đi vô tôi chăn vườn. Sao má bi quan vậy? Nhường cho con nó đi chơi. Rồi, sau cuộc thi lần này thì em thấy gia đình em cũng rất là gọi là am hiểu về cây gì. Thì theo mấy chị mình, đây là dòng lan băng cốc đỏ nè, ngọc điểm gấm nè, băng cốc cam đào và neo sông rai, cuối cùng là nhãn 4N. Theo mấy chị mình thì mấy chị mình thích màu hoa nào nhất, hãy cùng comment bên dưới nha. Tại vì 5 dòng lan này sẽ có 5 màu sắc khác nhau và dòng lan nào cũng thơm hết. Đó, anh chị nào thích dòng lan gì, comment bên dưới. Sau thi lần này thì có 5 người tham gia và 4 người may mắn được cái vé du lịch nước ngoài nha mấy chị. Ủa, rồi anh tính dẫn mấy chị em đi đâu ạ? Đi du lịch nước ngoài là Campuchia đó.